Từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 9, trận mưa lớn kỷ lục chưa từng thấy trong 139 năm qua khiến Hồng Kông ngập lụt trên diện rộng. Trước trận mưa lịch sử này, nhiều người dân đã chứng kiến cảnh tượng đám mây hình rồng đỏ dựng thẳng đứng xuất hiện trên bầu trời Hồng Kông. Hiện tượng kỳ lạ này đã làm dấy lên nhiều lời đồn đoán, không biết liệu đó là phúc hay họa. Nói về điều này, nhà phong thủy người Hồng Kông Hứa Hán Minh đã đưa ra nhiều kiến giải của mình và lời khuyên cho người dân Hồng Kông nói riêng và con người trên địa cầu nói chung. Cửu vận của chu kỳ 20 năm đang đến gần, Hồng Kông sẽ còn gặp tai ương. Ngày 7 tháng 9, siêu bão Haiku quét qua Hồng Kông. Cục khí tượng ban hành cảnh báo ở mức cao nhất sau khi ghi nhận lượng mưa mỗi giờ đạt kỷ lục trong 139 năm, tương đương với 1/4 lượng mưa trong cả năm. Tổng thư ký hành chính Hồng Kông Trần Quốc Cơ mô tả trận mưa này là một sự kiện 500 năm mới có một lần. Đáng chú ý, ngoài ảnh hưởng của siêu bão, Hồng Kông còn phải hứng chịu thêm đợt xả lũ từ Thâm Quyến, Trung Quốc. Tình cảnh ngập lụt bi thảm ở Trác Châu, tỉnh Hà Bắc vào đầu tháng 8 một lần nữa đã lặp lại ở Hồng Kông. Trong thảm họa nghiêm trọng này, ít nhất 2 người đã thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, đường xá bị nước lũ nhấn chìm. Nhiều khu vực xuất hiện tình trạng sạt lở đất, toàn bộ thành phố gần như tê liệt. Các trường học đóng cửa tạm thời, thị trường chứng khoán Hồng Kông đình chỉ giao dịch trong một ngày. Người xưa có câu, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, nghĩa là phúc thường sẽ không đến liên tiếp, còn tai họa thì lại nối gót nhau mà đến. Sau trận mưa kỷ lục càn quét, một trận sạt lở đất đã xảy ra ở bán đảo Red Hill, nơi được núi và biển bao bọc, từng mang lại không gian yên tĩnh và sự riêng tư cho cư dân. Những năm qua, nơi đây được nhiều người nổi tiếng chuyển đến sinh sống. Điều đáng quan tâm là ngay trước khi trận mưa thế kỷ trút xuống, có một dị tượng xuất hiện trên bầu trời Hồng Kông vào ngày 4 tháng 9. Cụ thể, vào lúc trời chạng vạng tối, trên bầu trời xuất hiện một đám mây hình rồng đỏ dựng thẳng đứng. Hình ảnh được chụp lại cho thấy đám mây có màu đỏ cam với phần thân và đầu có hình dáng giống như con rồng trong các câu chuyện truyền thuyết. Một số người dân Hồng Kông trêu đùa rằng dị tượng này giống như Lư Sơn Thăng Long Bá, ý chỉ tên một chiêu thức trong bộ truyện manga Senseiya. Nhưng cũng không ít người cho rằng đây là điềm gỡ từ thiên tượng, nói rằng đám mây giống như long khí của Hồng Kông đã bay đi là một dấu hiệu đáng lo ngại. Và đương nhiên những người không tin thì lại cho rằng đó chỉ là đám khói của phi cơ để lại mà thôi. Giải mã thiên tượng. Liên quan đến trận lũ lịch sử và dị tượng kỳ lạ này, nhà phong thủy Hứa Hán Minh đã đưa ra lời giải thích của mình trong một cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube Trân Ngôn Chân Ngữ. Ông Hứa cho biết là một người nghiên cứu mệnh lý, ông cho rằng thiên tượng có mối liên hệ tương ứng chặt chẽ với con người ở nhân gian. Đây chính là thiên nhân cảm ứng, tức là trời và người là có mối tương thông với nhau. Ông nhận định, thảm họa thường không xuất hiện đơn lẻ. Nếu thiên tai theo quan điểm của thuyết ngũ hành thì tai họa không chỉ dừng lại ở thủy mà còn lần lượt xuất hiện theo quy luật kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ông nói, ngày 7 và ngày 8 tháng 9, Hồng Kông xuất hiện lũ lụt, nhưng lúc nào sẽ phát sinh họa liên quan đến hỏa? Có lẽ đây là thắc mắc của rất nhiều người. Kỳ thực, hỏa hoạn không nhất định sẽ xảy ra ở Hồng Kông. Vì trước đó đã xảy ra trận cháy rừng ở Canada và Hoa Kỳ, trận hỏa hoạn lớn ở Hawaii và một vụ phun trào núi lửa cách đây một thời gian. Sau khi những trận hỏa hoạn này xảy ra, lũ lụt xuất hiện tại Hồng Kông, còn có lũ lụt ở Bắc Kinh, Trác Châu và Hà Bắc. Hiện tượng sạt lở đất ở bán đảo Red Hill là hỏa thổ. Nhưng đó chỉ là một thiên tai nhỏ, Morocco xuất hiện động đất, rõ ràng đây là một thảm họa động đất. Ông Hứa cho rằng, cửu vận của chu kỳ 20 năm đang đến gần, những tai họa cũng sắp ập đến. Vì vậy, những tai họa trong ngũ hành sẽ lần lượt xuất hiện trên thế giới và không nhất định hạn cuộc ở một khu vực. Ông nói, tóm lược đơn giản như sau, trước Tết Trung Thu thực ra là thời điểm khá nguy hiểm hơn. Tôi cho rằng những thảm họa trước đó chỉ là khúc dạo đầu. Năm 2023 được cho là hắc thỏ tẩu nhập thanh long, tức là năm nay có vận thỏ đen. Trong dự ngôn Thôi Bối Đồ cũng nhắc đến chuyện này. Ông Hứa còn cho rằng chúng ta cần phải hết sức thận trọng trong khoảng thời gian này.
vì mặc dù chúng ta không thể kiểm soát được thiên tượng, nhưng chúng ta có thể có sự chuẩn bị ở hạ giới. Khi được hỏi về hiện tượng mây đỏ xuất hiện trước trận lũ lụt ở Hồng Kông, ông Hứa cho rằng đây là một điềm báo đáng ngại. Ông nhận định, vừa rồi nhắc đến đám mây đỏ, tôi cũng chưa tận mắt chứng kiến, đều là qua các ảnh chụp. Không biết có phải ảnh thật không, tôi không chắc, nhưng quả thật tôi tin chuyện này có thật. Trước đây chưa từng xuất hiện đám mây đỏ đáng sợ như vậy. Nó ám chỉ điều gì đây? Điều này chúng ta không cần suy nghĩ quá nhiều, khẳng định là dị tượng. Chẳng lẽ quý vị cho rằng là rồng tài lộc ư? Rồng bay lên trời rồi nhả tiền xuống nhân gian hay sao? Nói như vậy, quý vị có tin không? Vậy nên mới nói, thà quý vị tin rằng đây là điềm báo không tốt, nghĩ rằng đó là báo hiệu trước thảm họa đến gần, để bản thân có thêm thời gian mà chuẩn bị ứng phó. Ông Hứa khẳng định, Hồng Kông là mảnh đất nhiều phúc lành nên sẽ không có thiên tai. Nếu có thì đó đều là nhân họa, chính là cái họa do con người gây nên. Hồng Kông, một nơi từng chỉ là một làng chài, nay đã trở thành trung tâm tài chính. Tuy nhiên hiện tại, vì những tác động của con người mà trung tâm tài chính này từ vị trí thứ nhất rơi xuống thành vị trí thứ tư. Ông cho biết thủy là tiền tài, từ thuyết phong thủy cho thấy cảng Victoria ở Hồng Kông là nơi tụ thủy, nên có thể biến thủy thành tài vận. Nhưng hiện nay nơi đây đã trở nên điêu tàn, một nguyên nhân lớn chính là do oán khí bất bình của người dân Hồng Kông tạo thành. Ông cảnh báo, rất nhiều người dân Hồng Kông ngày nay đã đổi phúc đức của mình thành tiền tài cả rồi. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người sau khi phát tài rồi lại không hề tu dưỡng đạo đức. Đây chính là nguyên nhân cốt lõi của việc chiêu mời tai họa. Vậy nếu muốn tránh khỏi tai họa thì phải làm sao? Đương nhiên là phải tu dưỡng đạo đức, không được phóng túng bản thân. Phía trên còn nhắc đến chi tiết, các tai họa mà Hồng Kông đang hứng chịu đều là nhân họa. Vậy nhân họa này từ đâu mà ra? Có cách nào tránh được hay không? Mời mọi người cùng Tinh Hoa TV bàn đến trong những video tiếp theo.